bị mỉa mai nghiện khoe tổ ấm Lê Phương gay gắt. Miệng quăng rơm rác thì cuộc đời cũng là rác rơm. Trước những bình luận tấn công khiếm nhã, Lê Phương tuyên bố xóa hết và đưa ra lời đáp trả sau cây. Lê Phương đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng kém 7 tuổi Phạm Trung Kiên. Không chỉ niềm hạnh phúc lứa đôi, nữ diễn viên còn khiến bao người ngưỡng mộ khi dung hòa được mối quan hệ giữa con riêng và ông xã trẻ tuổi. Trên mạng xã hội, Lê Phương thường xuyên chia sẻ về niềm hạnh phúc mình đang có. Lê Phương đang hạnh phúc khi ông xã kém tuổi đồng hành cùng con riêng từ trường học. Cho đến yêu thương con ở đời thường, mới đây nữ diễn viên đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc kèm lời dẫn từ bài báo Nhân ngày của cha. Cái ràng buộc con và cha không phải là dòng máu mà chính là tình yêu vĩ đại của cha theo con suốt cuộc đời. Chia sẻ ràng buộc giữa cha và con không phải là dòng máu mà là tình yêu đã đưa Lê Phương vào thị phi. Một số cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên đang khoe khoang thái quá về hạnh phúc mà mình đang có. Đối diện với lời lẽ mỉa mai từ anti-fan, bà xã Phạm Trung Kiên nghe gắt đáp trả. Dòng trích dẫn và hình ảnh đều từ bài báo Mình thích bài viết bởi sự tử tế thì xe về cho cả nhà xem. Tiếp cận với những điều tốt đẹp sẽ khiến cuộc đời nhẹ nhàng tươi sáng hơn, còn miệng mở ra cứ quăng toàn rơm rác thì cuộc đời cũng chỉ quanh quẩn với đống rác rơm, vậy thôi. Bởi vậy Phương xóa hết bình luận gây sự nhé, nhà mình không nên chứa rơm rác nhé. Lê Phương xóa hết bình luận mỉa mai đồng thời đáp trả gây gắt anti-fan. Một người chị em đã xoa dịu Lê Phương. Mình hạnh phúc, đầy người không thích, em thương ông bà nội ngoại sinh ra bé bông là được rồi. Đáp lại, nữ diễn viên nhẹ nhàng bày tỏ dạ chị, báo viết bài tử tế mình xe về cho đẹp đời mà nhiều người xấu tính quá. Lê Phương từng có cuộc hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan, tuy nhiên cả hai đã đường ai nấy đi, dù có một con trai chung. Khép lại cuộc hôn nhân dang dở đầy ồn ào, diễn viên tìm được tình yêu bên ông xã kém 7 tuổi Phạm Trung Kiên. Cuộc hôn nhân đủ lệch của Kiên Phương từng là chủ đề đàm tiếu của nhiều người. Vượt qua tất cả, cặp vợ chồng ngôi sao xây dựng tổ ấm. Hiện tại Lê Phương đang ở trong tháng cuối thai kỳ, chuẩn bị hạ sinh con gái cho Phạm Trung Kiên. Trấn Thành, vợ tôi tuổi trâu, sức mạnh cô ấy cũng như trâu. Những tưởng bánh bèo nhưng sức mạnh khủng khiếp của Harry Won đã khiến khán giả ngạc nhiên khi cô đánh bại các đối thủ nữ một cách quật cường tại Renamen. Trấn Thành cũng được dịp nở mũi vì vợ. Nếu như Trấn Thành được mệnh danh là khủng long tại Renamen Việt Nam chạy đi chờ chi vì luôn hần hực chiến đấu, không ngán bất kỳ đối thủ nào, thì vợ anh Harry Won cũng khiến khán giả ngạc nhiên hơn thế. Những tưởng bánh bèo, nhưng khi xuất hiện tại chương trình với vai trò khách mời, cô đã khiến tất cả phải trầm trồ vì sức mạnh của mình. Trong trò chơi kéo co làm hoa cưới, hình ảnh Harry Won một mình kéo đầu dây, buộc cả ba cô nàng Lan Ngọc, Sam Boca phải chật vật chống đỡ ở đầu dây bên kia, khiến mọi người phải choáng váng, đến mức Harry Won còn có luôn biệt danh mới là trâu nước. Trấn Thành còn nói, tôi vật lộn với vợ tôi ở nhà, tôi biết vợ tôi tuổi trâu, sức mạnh cô ấy cũng như trâu. Sự thể hiện của Harry cũng khiến Trấn Thành vô cùng tự hào và bỏ rơi Ninh Dương Lan Ngọc mà chạy đến khen ngợi bà xã. Harry Won xuất hiện tại Renamen, dù là đối thủ của chồng và sẵn sàng chiến đấu với nhau, nhưng cả hai lại luôn có những khoảnh khắc ngọt ngào khiến đồng nghiệp ghen tị. Đặc biệt sức mạnh của Harry Won trong phần giành hoa cưới khiến các khán giả kinh ngạc. Một mình Harry đã kéo bật tung cả ba cô gái khác là Sam, Buka và Lan Ngọc. Các cô nàng khác chỉ biết vật vã kêu gào vì Harry Won quá khỏe. Trấn Thành thừa nhận sức mạnh của vợ mình đúng là như trâu. Xứng danh đội yếu ớt nhất chương trình, Sam Jun ngay lập tức khiến khán giả nhiều fan cười đau bụng khi liên tục la hét kêu gào tuyệt vọng trước sức mạnh của Harry. Và dù ra sức cố gắng sau nhiều pha tranh chấp giành hoa thất bại, cả hai vẫn trở thành đội thua cuộc đầu tiên. Trận chung kết diễn ra với sự góp mặt của ba đội, Trấn Thành, Trương Thế Vinh và Ngô Kiến Huy. Tuy bị đánh giá là yếu nhất trong ba người khi liên tục bị hai người đàn ông to khỏe Trấn Thành, Trương Thế Vinh cản trở, nhưng nhờ sự bền bỉ kiên trì của Thỏ Đen mà cặp đôi mẹ con Harry Won Ngô Kiến Huy đã xuất sắc giành chiến thắng trong trò chơi này và giành về vật phẩm không thể thiếu của một đám cưới là hoa cưới. Kết thúc nhiệm vụ làm hoa cưới, năm cặp đôi bước đến nhiệm vụ cuối cùng gây cấn nhất trong tập này, đó chính là chia rẽ đôi lứa. Trận chiến sinh tử này còn khiến người hâm mộ phát sốt với sự biến tấu vô cùng kịch tính. Theo đó, mỗi cặp đôi được đeo vòng tay trong suốt thời gian làm nhiệm vụ. Cả hai phải bảo quản chúng sao cho không bị đứt. Nếu đứt thì cả hai sẽ bị loại. Và dĩ nhiên, nhiệm vụ cho các đội là xé vòng tay của đội đối phương. Vì là cặp nam duy nhất nên Trương Thế Vinh đi bi trần trở thành mục tiêu săn mồi của các cặp còn lại và nhanh chóng bị loại, dù cho cặp đôi đã trèo hẳn lên cây chạy trốn. Thậm chí voi biển còn bị Lan Ngọc tung chiêu tuột quần, khiến anh chàng không khỏi hoang mang. Cặp mạnh tiếp theo chính là Trấn Thành và Lan Ngọc.
Tuy nhiên, chưa kịp hành động thì vòng tay đột ngột đứt, cả hai đành ngậm ngùi bị loại trong núi tiết. Gây bất ngờ nhất chính là cặp đôi kiệm lời Liên Bỉnh Phát và Vuka. Tuy không thể hiện nhiều trong suốt quá trình chơi game từ đầu tập, nhưng đến màn cuối Liên Bỉnh Phát đột nhiên thay đổi và xé được toàn bộ vòng tay của các đội còn lại. Đám cưới của cậu bé Bỉnh Phát và Vuka diễn ra trong sự chúc phúc của các thành viên một cách vô cùng xéo sắc. Thay vì tung hoa chúc mừng thì các thành viên còn lại ném hoa vào cô dâu chú rể. Thánh chơi dơ BB Trần lại đổ cả rổ hoa lên người cả hai. Tưởng kết thúc nhưng chương trình còn tặng thêm bất ngờ với màn đấu của vợ chồng Asin Harry Won xem ai hơn ai. Đặc biệt, trước hứa hẹn tăng lương hấp dẫn nếu chịu ngồi yên cho vợ xé bản tên, Trấn Thành bỗng mất uy quyền, bất ngờ bị đè bẹp bởi Harry Won và 8 thành viên khác. Hình ảnh Asin bị bẹp trước sự tra tấn của vợ và tất cả các thành viên khác khiến anh xem lại vẫn còn thấy ngậm ngùi. Mai Tài Phến, tôi có máu dê gái, thích phụ nữ hiền, dễ thương, hiểu chuyện và mông to. Khi được hỏi về những vấn đề nhạy cảm thì Mai Tài Phến cũng thành thật trả lời. Thông tin ca sĩ Mỹ Tâm phim giả tình thật với nam diễn viên kém 10 tuổi Mai Tài Phến hiện đang gây xôn xao cộng đồng mạng cũng như làng giải trí. Sau khi hợp tác chung cho một dự án MV Đừng Hỏi Em và mới đây nhất là phim Chị Trợ Lý Của Anh, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến liên tục bị khán giả thắc mắc về mối quan hệ tình cảm hiện tại vì có nhiều khoảnh khắc tình cảm bị soi ra. Ngay lập tức, thông tin về chàng trai được cho là đã đánh cắp trái tim của nàng họa mi tóc nâu Mỹ Tâm nhanh chóng được lùng sục. Một đoạn clip được quay cách đây 2 năm của Mai Tài Phến cũng được cư dân mạng tìm thấy. Trong đó, nam diễn viên sinh năm 1991 đã phải trả lời một số câu hỏi khá nhạy cảm. Điển hình như với câu, Mai Tài Phến có thích phụ nữ mông to, ngực to hay không? Anh chàng bật cười dõng dạc trả lời, thích mông to. Cô gái mà Mai Tài Phến muốn lấy làm vợ là người hiền, dễ thương và hiểu chuyện. Bên cạnh đó, Mai Tài Phến cũng thật thà khi được hỏi những câu mang tính chất 18 cộng như có phải người quan trọng về tình dục trong tình yêu hay không, thì câu trả lời là có. Anh chàng cũng tự nhận mình có máu dê gái. Còn tình huống người yêu rủ xem phim 18 cộng, thì Mai Tài Phến cũng tỉnh bơ, chuyện bình thường, có gì đâu, phim hay mà. Đoạn clip này được lên sóng khi Mai Tài Phến đang trở thành hiện tượng vì xuất hiện trong MV Em Gái Mưa của Hương Tràm và MV Đừng Hỏi Em của Mỹ Tâm, nên có thể nói hình tượng thầy giáo hay anh lính hiền lành chân chất mà nam diễn viên thể hiện trong MV gần như bị bay sạch trong mắt fan. Khán giả khó chịu khi Trấn Thành tình cảm quá mức với Harry Won ở Renamen. Dù khác đội trong Renamen, nhưng Trấn Thành vẫn vô tư thể hiện tình cảm với bà xã Harry Won, là một chương trình đang gây sốt hiện nay. Renamen Việt Nam Chạy Đi Chờ Chi còn được nhiều khán giả đánh giá là nhỉnh hơn bản hàng đôi chút. Dàn chiến binh của Chạy Đi Chờ Chi qua từng vòng thử thách của chương trình ngày càng được khán giả yêu mến vì độ lầy bất chấp và vô cùng đáng yêu của mình. Bên cạnh đó, dàn khách mời cũng khiến người xem hào hứng không kém bởi sự chịu chơi tới bến bất chấp hình tượng mọi thử thách. Trong đó, cặp đôi vợ chồng khách mời Kevin Khánh Khởi My không chỉ khiến khán giả ôm bụng cười ngặt nghẽo mà còn khiến nhiều người suýt xoa trước những khoảnh khắc tình cảm đáng yêu của mình. Khi nhìn Khởi My nhõng nhẽo với ông xã dù đang chung đội với mình, Trấn Thành nhiều lần dằn mặt cảnh cáo và nổi đoá với hai vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, trong những tập gần đây khi khách mời là Harry, Trấn Thành dường như bị nghiệp quật khi vô cùng tình cảm với vợ mình, bất chấp việc đang chung đội với Ninh Dương Lan Ngọc, còn Harry đang hợp tác với Ngô Kiến Huy. Lan Ngọc tỏ ra hoang mang khi không biết Trấn Thành đang đội của ai. Trao nhau những nụ hôn khi cả hai vô vòng nhà giam ở Renamen phiên bản Việt. Hành động yêu thương bà xã quá mức, đến nỗi phủ phàng bỏ rơi đồng đội Ninh Dương Lan Ngọc của Trấn Thành khiến không ít khán giả bức xúc. Harry chỉ là khách mời, chứ mà là thành viên tao bỏ xem luôn, lố không khác gì con. Somin, tao chỉ ghét bà Harry, coi lại cuộc đua kỳ thú thấy vốn từ Việt Nam của bà bao la, bây giờ cứ nói chuyện lớ lớ sai từ mà méo đáng yêu nổi. Tao thấy mà tao tức và tội Lan Ngọc kinh khủng, mặc dù biết Harry khỏe. Ở bên hàng nói Harry là người nổi tiếng số 1 Việt Nam đó, hãy cho tao biết có đúng vậy không, chứ tao nghe xong hoang mang lắm luôn. Những bình luận của cộng đồng mạng dành cho Harry Won thậm chí còn so sánh với Trấn Thành như Somin, nhân vật đáng ghét nhất ở Renamen bản Hàn Quốc. Khi tham gia một chương trình nào đó, thiết nghĩ các nghệ sĩ nên phân biệt với đời thật, đừng để tình cảm ngoài đời ảnh hưởng quá nhiều vào dự án mình đang tham gia. Đàm Vĩnh Hưng đích thực là đại gia trong showbiz khi sở hữu thứ này. Đàm Vĩnh Hưng sở hữu căn biệt thự đắt đỏ trong khu dân cư cao cấp và gần biển nên không khí thoáng đãng mát mẻ tại Mỹ. Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ hình ảnh tự tay trồng hoa bên ngoài căn biệt thự tại Mỹ. Được biết, ngôi nhà này của Mr. Đàm nằm tại
Huntington Beach, một thành phố biển tại quận Cam phía nam tiểu bang California của Mỹ. Biệt thự này của Đàm Vĩnh Hân nằm trong khu dân cư cao cấp và gần biển nên không khí thoáng đãng mát mẻ. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hân còn sở hữu căn biệt thự hơn 400m² tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ nội thất đều được anh sưu tầm khi lưu diễn nước ngoài hoặc mua trong nước, nhưng đều thuộc thương hiệu cao cấp. Được biết, giá trị ngôi biệt thự Mr. Đàm khoảng 60 tỷ đồng. Ngoài biệt thự, Đàm Vĩnh Hân còn sở hữu nhiều hàng hiệu đắt đỏ và bộ sưu tập siêu xe đắt tiền. Sau hơn 20 năm đi hát, ông Hoàng Nhạc Việt đã tích lũy được cho mình một khối tài sản khổng lồ. Dù sự nghiệp thăng hoa, nhưng về tình duyên, Đàm Vĩnh Hân đến nay vẫn lẻ bóng. Người hâm mộ mong chờ một ngày Mr. Đàm trong bộ trang phục chú rể thực thụ.